1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đêm bao lá vàng đốt thơ tình cũ. 6, 7, lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xin chào tất cả bác nhá. Chào mừng tất cả các bạn trở lại kênh Đặng Tín Audio. Và tiếp tục có video thì ngày hôm nay bên Đặng Tín Audio tiếp tục vừa về thêm quá được 10 năm chiếc vang MB4. Đây là dòng vang chức năng lưng tiếng. Thì 10 năm chiếc sáng trưa nay em bán đã hết sạch rồi. Thì hôm nay về tiếp tục đây. Đây là dòng vang có chức năng nâng tiếng nhá, hàng thiệu Mỹ WH nhá, MB4, còn sản xuất Trung Quốc thì đương nhiên rồi. Đây là một dòng vang số rất hay. Nó phiên bản nâng cấp hơn cả Batty House luôn. Và đặc biệt là dòng vang này có chức năng nâng tiếng nhá, XTEC đây. Đấy. Và anh em khi mua con vang này không cần mua nâng tiếng nữa cũng được vì có chức năng nâng tiếng sẵn luôn. Và chất âm của này bao hay dễ chỉnh cực kỳ luôn, dòng vang số mà dễ chỉnh vang cơ luôn. Trước khi video của ủng hộ kênh Đặng Tín Audio Smile nhá, anh em ủng hộ cho like và đăng ký kênh cho em. Đấy, và nhắc lại đây là dòng vang có chức năng lưng tiếng luôn, có chức năng lưng tiếng luôn, là mua con này không cần phải mua lưng tiếng. Đây đằng sau đây. Đằng sau đây. Sẽ có đường nhạc vào này. LR cắm đẩy Sony này, đường center và đường sút. Được chưa? Và cho bác xem luôn ruột gan của con vang MB4 WH này. Đây. Đây bông chim ngỗng bên trong nhá. Hàng này thì quá chất rồi. Nguồn nhá. Và đây bo chung hú này, và con này sử dụng tụ nhôm này. Chạy hai tầng vỉ này, chạy chip STC của Mỹ. Đấy, và em cam kết luôn trong tầm giá ngày hôm nay báo bác thì không có một con vang nào hàng mới có thể hay con này được. Dòng vang chất năng lớn tiếng nhá. Rất rất là hay luôn. Các bác yên tâm mà nhận hàng kiểm tra thanh toán không hay giả em Tín luôn, đều cam kết các bác luôn. Bác nhìn này, hàng quá chất lượng luôn. Đấy, và mặt đằng trước đây. Tất cả bác mua vang em sẽ chỉnh sẵn bác về, có chỉ việc dùng thôi. Đây to nhỏ của nhạc, của mic, của effect vang nhại. Đặc biệt có chức năng nâng tiếng này, mình tắt nâng tiếng cái tiếng trùng hẳn đúng không? Qua nâng tiếng, đây mình bật tắt trùng hú. Đấy, và sẽ có video hướng dẫn chỉnh tay con này, rất đơn giản, dễ chỉnh như vang cơ luôn. Tất cả bao zin bao đẹp con này, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Anh em sẽ alo tiếng mic và báo giá luôn. Alo có nghe tiếng mic của con vang MB4 này báo giá luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lưng 6, 7, 8, 9, 10. Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ. Với mây trời xa dịu mương em đi. 5, 6, 7, lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lưng 1, 2. Em xin báo giá luôn các bác đây. Giá ngày hôm nay tiếp tục đổ lăn bán các bác. Bác là chốt nhắn tin em chốt vào MB4 1.600.000 thôi. Giá thường ngày nó bán là con này là 2.400.000, nhưng ngày nay 1.600.000. 1.600.000 bao ship bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán, chốt vào MB4. Chốt vào MB4 1.600.000. 1.600.000 cổ vàng số kẻ nổi tiếng này, nó quá hay luôn. 1.600.000 cho bác nào chốt nhanh tay nhá, chốt nhanh tay nhắn tin luôn. Chốt vào MB4 1.600.000. 1.600.000 bao ship. Chốt vàng 14, nhắn tin cho em nhá. Một vòng vàng chất năng tiếng đây. 1.600.000 thôi. Thực sự các bác một mức giá nó quá chốt. Bác nào lấy nhắn tin qua cho em chốt vàng 14 1.600.000. 567 lên. Đâu nghe qua chất âm nhá.